Kính thưa đại chúng, chiều nay chúng ta sinh hoạt Phật Pháp Vấn Đáp. Pháp Hòa nghĩ rằng với cái số lượng câu hỏi này thì chắc có lẽ mình trả lời cũng không hết. Từ đó mình mới thấy rằng hễ không gây thì thôi. Hễ mà gây là lúc nào nó cũng có dư. Mình có mượn nợ thì nhất định là sẽ có phải trả nợ, mà trả nợ thì lúc nào cũng phải trả lời. Thành thử ra đời là vậy. Thế mình nói người ta một câu thì thế nào người ta cũng nói hai câu. Tại vì ai ta cũng muốn hơn chứ ai có muốn thua. Phải không? Thành thử ra tu thiền là làm sao? Tu thiền có nghĩa là hàng ngày á, mọi sự mọi việc nó xảy ra và mình biết nhìn lại để mình tìm ra được một bài học từ những cái công việc đó. Thì từ đó chúng ta sáng ra. Thì đạo Phật gọi là giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là do một câu chuyện nào đó, một sự việc nào đó xảy ra và chúng ta bừng tỉnh. Cho nên khi mà Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây Bồ đề, không phải là Phật ngồi trân mình chịu khổ để 7 7 49 ngày ở dưới gốc cây hay phía sau lưng cây nổ cái bùng cái năm cái ánh sáng nó quay quay quay, cái Phật ngồi trên, Phật đi vòng vòng, Phật chỉ cái này tắt, Phật đưa cái kia bay. Không phải vậy. Giác ngộ có nghĩa là một giây phút đó tự nhiên trong tâm thức của Đức Phật bừng sáng tất cả mọi lẽ thật của đời. Cái đó gọi là giác ngộ. Ở đây mình có bao giờ giác ngộ kiểu đó chưa? Có. Nhưng mà mình giác ngộ bạc tham thôi. Đức Phật là bậc toàn giác. Còn chúng ta là phần giác. Phần giác có nghĩa là khổ phần nào thì chúng ta giác ngộ phần đó. Chứ chúng ta có nhiều cái người ta mình thấy rõ ràng ta khổ nhưng mình nghĩ chắc tôi không đến nỗi đâu. Rồi mình dính vô. Người ta nói đừng có quen với người đó, tôi thấy nó không được. Nhưng mà biết đâu chừng ảnh đối với em không vậy làm sao? Hay là em đó đối với anh không vậy làm sao? Nhưng mà khi mình khổ rồi bắt đầu mình mới giác. Nhưng mà cũng chút thôi, chút đó thôi. Rồi mai mốt cái mình thấy người này muốn học, cái mình kiếm người khác, cái mình nghĩ khác nữa. Cho nên mình á, Đức Phật thường gọi chúng sanh mình là hốt giác, hốt mê. Nghĩa là lúc tỉnh lúc mê chứ không phải là hoàn toàn tỉnh. Ngồi đây vậy chứ là nhướng mắt lên cái lát cái từ từ nó lui xuống. Là lúc mà nhướng mắt lên là tỉnh đó, hốt giác đó. Rồi thầy nói nghe sao em quá, bắt đầu mắt mình nó mê mê. Hốt giác hốt mê là khi tỉnh khi mê. Rồi ngay khi mình học Phật cũng vậy. Khi mình học Phật á, người ta thượng sĩ á, người ta nghe đạo á, thì người ta nghe tới đâu người ta nhớ tới đó. Không, còn mình nghe tới đâu, mình là trung sĩ thôi. Thượng sĩ văn đạo thường nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, lúc nhớ lúc quên, đúng không? Mình thì dĩ nhiên chắc chắn mình sẽ không là hạ sĩ, tại vì hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Cái người hạ sĩ họ nghe mình nói chuyện đạo lý họ nực cười lắm, họ nói thời buổi này mà còn ở đó tu với hành, không tu rồi cũng chết, không tu rồi cũng chết. Thì những cái người mà người ta không có cái gốc thiện, người ta nghe mấy cái đó người ta không có chấp nhận, người ta cười mình thì đó là hạ sĩ. Mình thì không đến nỗi, mình làm trung sĩ thôi, nghe thì cũng nhớ mà nhớ rồi là quên. Cho nên mình là trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, còn bậc thượng sĩ văn đạo thì cần nhi hành chi, cứ như thế mà làm. Nhưng mà nếu như mình nói đạo cho người ta nghe mà người ta không cười, cái hạ sĩ mà họ không cười á thì đạo mình không phải là đạo cao. Hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Nếu họ không có nghe mà không cười thì làm sao đạo, bởi họ là hạ sĩ sao họ nghe được cái cao siêu. Mà cái cao siêu mình nói người ta nghe mà người ta không thích, người ta cười, đó là mình biết rồi đó. Cái này là mình đang quảng cáo đồ thiệt. Tại vì thường thường quảng cáo đồ thiệt thì cái quality nó mắc,
giá nó phải mắc. Tôi nói này cái gì, tôi mua made in China có 5 bạc mà bán tới 20. Nhưng mà ta quên là cái made in China, cái made in United States. Nó đại khái là vậy. Cho nên nó là cái giác ngộ á, có nghĩa là nhiều khi á, trong cuộc sống hay là trong lúc mình đọc kinh á, có một cái câu nào đó mình không hiểu thì không có nghĩa là câu kinh nó nói sai, mà tại mình chưa hiểu thì mình lấy cái câu đó. Có nhiều khi mình vội nói cái kinh này nói trật, mà trong khi đó mình không hiểu cho nên mình nói sai. Chứ cái mà mình thường thường cuộc sống của mình á, chúng sanh mình là cứ thấy người khác sai mà ít thấy mình không biết. Và cái cao siêu người ta nói mà mình không biết cho nên mình mới chỉ trích. Chứ còn cái việc làm tao, cho nên á, mình ôm một cái gì mình nghi ngờ thì nhà Phật gọi là cái nghi tình. Một ôm một khối nghi tình, tức là mình nắm cái câu hỏi đó và mình để trong lòng. Một ngày nào đó mình bừng mình giác ngộ, tại trong cuộc sống thế nào mình cũng sẽ chạm. Chạm rồi thì lúc đó mình vỡ lẽ ra. Thì ra bây giờ tôi hiểu cái câu này nói gì rồi. Không biết quý vị tụng kinh thỉnh thoảng quý vị có giác ngộ được cái chỗ đó không? Mà khi mà mình phát hiện ra tự mình, cái đó người ta gọi là tự giác. Và khi mà mở ra được như vậy đó, chúng ta đang vận dụng trí tuệ, chứ không chúng ta không dùng cái trí thức. Trí thức là do người khác trao truyền, nhưng mà tạm thời mình phải học để mình có trí thức. Nhưng mà vận dụng cái trí thức đó, thực tập để một ngày nào đó chúng ta phát ra, trí tuệ nó sanh. Cho nên Đức Phật cũng vậy, chư tổ cũng vậy. Cái giống như trong kinh kể Ngạ Nang á, Ngạ Nang theo hầu Phật bao nhiêu năm mà đâu có giác ngộ gì đâu. Cho nên cái lúc mà kết tập kinh điển, Ngạ Nang đâu có được vào. Rồi Ngạ Nang bị đuổi ra khỏi cái hội kết tập đó, cho nên Ngạ Nang buồn quá, Ngạ Nang đi vô rừng ngồi thiền. Đến trời gần sáng mỏi lưng quá, ngồi cả đêm mà không thấy gì hết. Hồi mỏi lưng quá, ngày vừa định ngã cái lưng xuống thì ngay cái giây phút ngày ngã lưng, ngày lại ngộ. À, đặc biệt vậy. Còn mình giờ ngã cái nó khò luôn. Người ta ngã lưng người ta ngộ, còn mình ngã cái nó khò. Cái nghi tình là vậy, thì giác ngộ là vậy, và tu thiền là vậy. Tức là buổi tối ví dụ mình ngồi thiền trên tòa cũ, trên bồ đoàn, là có cái cơ hội để mình định cái tâm mình, để mình quán chiếu, để mình theo dõi hơi thở, để làm cho tâm mình an tịnh. Nhưng mà khi mà mình an, chính nhờ cái an tịnh đó, chính nhờ cái an tịnh đó nó giúp cho mình dù ở trong cái động mà mình vẫn tỉnh. Ví dụ như mình đến đây ngày hôm nay, chỗ thì hơi chật, người thì hơi đông, mà tu thì cũng thích, mà chụp hình thì thích hơn. Thì thôi mình phải tùy thuận chút. Có nhiều vị không có thoải mái lắm là tại cứ đi tới lui như thế này. Nhưng mà thôi thì mình hãy học hạnh phổ hiền, cử giả hằng thuận chúng sanh. Mà hằng thuận đây là gì? Cái này nó không quá đáng thì mình hằng thuận. Ở trong kinh đó, có cái câu là đừng tìm về quá khứ, đừng lo nghĩ tương lai, hãy sống với hiện tại. Cái bài kinh này có cái tên là Nhất Dạ Hiền Giả. Nhất Dạ là một đêm, Hiền Giả là một người tu tập. Người tu tập an trụ trong một đêm. Thì câu hỏi trong này nó là: thưa thầy, đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ đến tương lai, hãy sống với hiện tại. Hãy sống với hiện tại có phải là có bao nhiêu xài cho đã tai? Ngày mai ra sao kệ nó. Ngày mai chưa chắc gì còn sống, tính nhiều làm chi, phải không thưa thầy? Rất hay. Thôi bây giờ con nhiêu đưa hết đi. Thưa đại chúng, đừng tìm về quá khứ. Ý của Đức Phật nói nếu quá khứ hay tương lai mà nó làm khổ mình
thì cái quá khứ này cần buông bỏ. Mình buông bỏ chứ không có buông xuôi nha. Buông xuôi là người mặc kệ cuộc đời, không có tích cực. Còn buông bỏ là người tích cực, biết cái gì bỏ mới buông, biết cái gì cần buông bỏ. Phong và ví dụ như mình không biết cục đó là cục lửa, mình mới quơ tay vô mình bắt nó. Nhưng khi mình không có cái bao tay, mình bắt nhầm, nóng quá mình phải thả ra liền. Cái người khác cũng bắt cục lửa đó, nhưng mà người ta biết nó nóng cho nên người ta phải mang bao tay. Tu là cái chỗ đó. Tu không phải để mình trở thành cái người mà coi như là buông xuôi, mặc kệ và khu khe, phải chứng tỏ là mình anh hùng buông bắt đại. Không phải. Cho nên Đức Phật dạy á, nếu mà mình đi vào làng sớm mà mình giáo hóa cho người thì mình phải đi hai người, tại vì hai người nâng đỡ cho nhau. Hay là trong giới Bồ Tát nói, nếu ai mà biết chỗ hiểm nạn mà vẫn cố tình đi là phạm giới. Tại sao Phật nói như vậy? Tại vì Phật không muốn mình đi chỗ hiểm nạn, mà Phật nói khơi khơi mình không nghe. Phật phải xác định nó thành một giới. Mình sợ phạm giới cho nên mình không đi, mà không đi là an toàn cho mình. Như vậy giữ giới là để an toàn cho mình hay là để hại mình, hay là để cho mình mất tự do? Không phải. Phật nói cái giới đó để mình giữ, mà mình có giữ là đưa cái phẩm hạnh mình lên cao. Có bạn nói ví dụ Phật dạy là đừng có uống rượu say sưa. Đâu có phải là Phật cấm mình tự do, nhưng mình say sưa, mình ăn nói bậy bạ, ngã tới ngã lui thì mất cái tư cách của mình. Đặc biệt nếu mình là một người tu sĩ, hay là mình một người có cái danh dự trong xã hội, thì mình không nên, tại vì người ta sẽ cười. Những cái ngày lễ lớn mình đứng lên, mình đọc diễn văn, mình kêu gọi, nhưng mà bình thường đời sống mình rất là bê tha. Thí dụ vậy. Cho nên á, ở đây đừng sống với quá khứ. Nhưng mà Đức Phật có giải rõ, nếu quá khứ đó làm khổ mình. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ như hồi nhỏ đó, Pháp Hòa đi chùa, Pháp Hòa có những hình ảnh đẹp, có phải là quá khứ không? Nhưng mà nếu mà Pháp Hòa đang tu vậy, Pháp Hòa muốn ra đời, thì Pháp Hòa nhớ là những cái hình ảnh hồi nhỏ mình đi chùa như thế nào, mình được quý thầy trợ duyên cho mình thế nào, thì cái quá khứ nó có phải nó giúp cho mình sống lại không? Thì cái quá khứ đó nếu nó lành mạnh thì nó đâu phải là hại. Chứ phải rõ được cái hiểu ý của Phật. Đừng tìm về quá khứ nếu quá khứ là một đau thương. Còn tương lai là cái mình mong muốn, thì mình có quyền sắp đặt tương lai, nhưng không có quên là phải lo cái hiện tại. Pháp Hòa ví dụ, tôi muốn 4 năm sau tôi là bác sĩ, đó là tương lai mà. Nhưng mà ngay phút này nè, anh phải lo đi học, thì cái bằng bác sĩ của 4 năm tới, 6 năm sau, nó mới có hiện thực. Cho nên cái chữ đừng nghĩ tới tương lai không có nghĩa là đừng lo về tương lai hết. Nếu mà không lo về tương lai thì cái câu mà tích cóc phòng cơ, tích y phòng hàng nó đâu có nghĩa. Mình giữ một cái hạt lúa giống lại, hay là một gói lúa giống lại, hay một gói lúa trong nhà để phòng ngày đói. Mình giữ một cái áo trong nhà để phòng cái lúc lạnh. Trước khi đi qua đây có một Phật tử gọi, nó thầy ơi thầy đừng có máu lạnh nhiều, nghe bên này nóng lắm. Cũng nghe lời không máu lạnh. Đi ra tới cửa cái quà mới nhớ trượt không được, không có cái nón không được. Mặc dù trời nóng, nhưng mà cái đầu của mình là cái đầu no hair. Mà không có cái nón đội thì nó cảm. Cho nên người quay trở vào lấy cái nón bỏ con tôi. Vậy thì mình đem cái nón đó, đâu phải là mình nói là mình không biết lo tương lai. Mình sợ bệnh thì mình phải chuẩn bị. Vậy thôi. Cho nên Đức Phật dạy á, Phật biểu mình đừng có sợ. Nhưng mà Phật đâu có phải nói vậy không? Nếu anh sợ cái gì thì anh tu cái nấy. Sợ phạm pháp đừng phạm tội. Sợ ở tù thì đừng phạm pháp. Sợ bệnh hoạn thì đừng ăn uống bậy. Sợ người ta bắt mình thì đừng làm cái điều sai quấy.
Cái Đức Phật nói sợ đó là sợ tích cực. Cho Đức Phật dạy rất rõ, quá khứ không truy tìm, bởi vì quá khứ đó nếu nó là một quá khứ đau thương. Tương lai không ước hẹn, bởi vì thật sự là đâu có ước hẹn. Nhưng mình phải biết sống với hiện tại. Mà sống với hiện tại không có nghĩa là có bao nhiêu xài bao nhiêu. Nếu anh không có chánh niệm về hiện tại thì cái hiện tại này nó cũng là một cái nguy hiểm. Bây giờ tôi có 100 đồng, tôi cứ xài hết 100 đồng thì cái đó là mình không biết tận hưởng cái tương lai. Tương lai là mình xài đủ cái khả năng của mình thôi, chứ không xài hơn. Cho nên Đức Phật dạy đó, nếu ai có tiền của, hãy chia tiền của ra là 5 phần. Một phần á để dành, một phần làm ăn, phần nuôi cha mẹ, phần nuôi gia đình, phần bố thí. Mà nếu mà Phật dạy mình bố thí là để làm gì? Để lo cái tương lai cho mình, chuẩn bị cái phước báo cho mình trong đời sau, trong tương lai. Rồi Phật dạy phải sao? Phải giúp gia đình. Bởi vì sống mà không thể biết mình mà quên bà con. Rồi bây giờ nếu mà Phật dạy mình không biết lo cho gia đình thì Phật đâu có dạy mình lo cho cha mẹ. Cho nên ở chỗ này không thể hiểu là buông xuôi. Buông xuôi là người tuyệt vọng đó. Còn mình không phải là người buông xuôi, nhưng mà mình biết buông bỏ. Có nhiều người người ta nói như thế này: thay vì ngồi đau khổ với quá khứ, tại sao không sống đẹp để chuẩn bị cho tương lai? Tại vì nếu mình ngồi mình đau khổ với cái quá khứ thì cái quá khứ đó nó sẽ làm... Có nhiều vị người ta làm cái gì cho mình đau khổ trong một năm trước, 10 năm trước, ôm hoài. Mà trong khi đó mình quên biết bao nhiêu cái hiện tại mà người ta đang thương mình. Thí dụ bây giờ một người nào đó họ hất hủi mình, họ phụ rẫy mình. Nhưng trong cuộc đời mình đâu phải chỉ có một cái tình cảm đó không. Mình còn tình cha, tình mẹ, tình bạn, tình anh, tình em, biết bao nhiêu thứ tình khác. Mà người ta đang focus, người ta lo cho mình, mà mình chỉ dính vào một cái tình mà người ta phụ, thì mình lại phụ biết bao nhiêu cái tình khác. Và mình có lỗi. Một người phụ tình mình mà mình đành phụ tình bao nhiêu người xung quanh mình. Cái đó là không đúng. Cho nên đây là một cái lối sống Phật dạy tích cực. Chăm sóc hiện tại, chứ không phải là buông xuôi hiện tại. Quá khứ thì chưa đã qua, mà tương lai thì chưa tới. Nhưng mà có nhiều người ngồi chờ tương lai bằng cách là đầu năm đi coi bói. Coi bói xong ông thầy nói: chà, tuổi của chị tháng 12 có tai nạn nghe. Là bắt đầu ngồi rầu từ tháng Giêng cho tới tháng 12. Thành ra mình đi tìm, đi kiếm, đi hỏi cái tương lai để rồi mình đau khổ giây phút hiện tại. Từng ngày, từng phút mình sống, còn tháng 12 thì chưa tới, mà mỗi ngày, thì mỗi tháng trong hiện tại mình đang đau khổ đây. Có một bà cụ mà biết tối nào đi ngủ cũng phải lắc sâm. Mà quý vị biết sâm thì nó có nhiều loại lắm. Thí dụ như là sâm Quan Âm là 32 quẻ, sâm Quan Đế Thánh Quân 100 quẻ, Khổng Minh thì 34 quẻ. Mà bà cụ vui lắm, mà hãy lắc nhầm cái sâm xấu bà bỏ vô bà lắc lại. Lắc đến khi nào mà ra cái quẻ sâm thượng bà mới đi ngủ. Pháp Hòa tới chơi bà thấy tối nào bà cũng lắc suốt, lắc rồi bỏ, lắc rồi bỏ. Pháp Hòa mới nói: thôi bây giờ lựa hết mấy cái sâm xấu bỏ đi, để cái sâm tốt vô lắc nó văng quẻ ra đi ngủ cho nó khỏe chứ. Cái tốt, cái nào xấu bỏ vô lắc lại. Là thử cái đó cũng là một dạng tâm lý. Sắc lắc được cái tốt với im bụng đi ngủ. Hồi xưa có những vị mà Ngồi cầu nguyện. Phật hỏi ông cầu gì? Nói: dạ con cầu cho việc đó việc đó. Đức Phật nói, Phật nói: bây giờ nếu mà ông lấy dầu ông đổ xuống nước mà ông ngồi tụng kinh mà cầu nguyện cho dầu nó chìm không? Nói không. Rồi Phật nói: bây giờ ông lấy cục đá mà ông bỏ xuống nước mà ông cầu cho nó nổi không? Không. Không phải cái vấn đề cầu mà nó chìm hay nó nổi, mà ông phải ý thức cái gì ông đang bỏ xuống. Nếu nó là dầu thì không bao giờ nó chìm được, mà nếu nó là đá thì không bao giờ nó nổi.
Ví dụ như vậy. Cho nên ở đây cái trường hợp mình sống là mình phải chánh niệm tỉnh giác là vậy. Chánh niệm tỉnh giác là vậy. Ai cấm mình đi chơi? Nhưng mình phải biết bổn phận của mình. Thí dụ như mình là một người đàn ông cũng có bạn. Lâu lâu bạn bè rủ đi nhậu, đi uống cà phê. Nhưng cái đó là lâu lâu một lần, bởi vì bổn phận mình là chồng, là cha. Mình không thể tối ngày ở quán cà phê được. Cho nên Đạo Phật mới dạy chúng ta tu trung đạo. Tu trung đạo có nghĩa là mình phải biết quân bình cuộc sống. Đức Phật là người rất tâm lý. Người chồng phải đối với vợ có 5 điều. Người vợ phải đối với chồng có 5 điều. Bây giờ Pháp Hòa nói 1 điều thôi nha. Đức Phật dạy người chồng á, là phải giao tiền bạc cho vợ giữ. Đừng có hẹp hòi khi vợ cần đi shopping. Quý vị không tin, quý vị dở kinh thiện sanh, quý vị sao thấy? Nhưng mà ngược lại, Phật xoay qua vợ, Phật dạy vậy nè. Được chồng giao phó tiền bạc thì mua sắm phải cẩn thận, đừng có phung phí. Tức là Phật biết người phụ nữ thì thích đi mua sắm. Nhưng mà Phật dạy lại là mua sắm phải chánh niệm, phải vừa đủ chứ không phung phí. Có một cái bóp xài được rồi, khi nào nó rách hả mua nữa. Con đừng có mua nhiều màu để nó mát siêu bộ đồ. Mà con có 10 bộ đồ, con kiếm 10 cái giỏ nó mát. Mà cái giỏ nào cũng cả 1,300, 1,400 hết. Nó có một cái loại giỏ có cái hiệu này hay lắm. Cái giỏ càng khôn màu nâu của quý thầy hay quẩy đó. Có 10 bạc à. Mà cái giỏ đó là không sợ bị giật. Pháp Hòa có một Phật tử rất là dễ thương, xách một cái giỏ rất mắc tiền, nhưng mà vô chùa kiếm cái giỏ kia, bỏ cái giỏ LV vô trong đó quẩy. Pháp Hòa hỏi, ủa sao kỳ vậy? Nói, dạ tại con đi khúc đó con sợ bị giật. Như vậy thì Pháp Hòa xin giải đáp cái câu này là không phải nói là chỉ sống với hiện tại thì không có nghĩa là mình xả láng. Phải chánh niệm với hiện tại, phải chánh niệm với quá khứ và phải chánh niệm với tương lai. Nếu như mình không có lo nghĩ tương lai thì mình đâu có làm gì, mình phải xây chùa, xây dựng để làm gì? Mình xây dựng đây là đời mình một phần, nhưng mà cũng nghĩ tới đời sau. Cho nên gần đây những khóa tu trẻ em, Pháp Hòa hay nói cái việc này. Tại vì Pháp Hòa thấy rồi, cái thế hệ của ông bà mình là đạn từ từ đi viện bảo lãnh ông bà bớt rồi. Sau 40 năm định cư ở nước ngoài, và ông bà mình chuẩn bị lên đường đi viện bảo lãnh ông bà, viện bảo lãnh cực lạc Tây Phương. Rồi bắt đầu tới thế hệ cha mẹ của mình, bắt đầu bây giờ lên cái hàng tuổi 5, 6, 7. Giờ tới thế hệ của mình thì cũng còn chút dính dáng tới Việt Nam. Nhưng mà thế hệ con cháu của mình, quý vị nhìn có phải không? Chuẩn bị mất gốc. Cho nên Pháp Hòa không có quản ngại cái sức của mình, dù chỉ một mình ráng chèo chống ở bên đó. Chỉ một mình một bóng ở cái cõi Edmonton lạnh giá suốt 6 tháng trời như vậy. Mà bao nhiêu năm nay cứ một mình tổ chức khóa tu cho con nít nó về nó tu. 11 đứa Pháp Hòa cũng dạy, mà 5 đứa cũng dạy, 20 đứa cũng dạy. Mà mấy chục năm như vậy, có một mình không có người phụ. Những khóa đầu là phải vừa nấu ăn, phải vừa dạy nó học, phải vừa chơi với nó. Rồi đào tạo những cái đứa mà ngày nhỏ nó đi, bây giờ nó lớn lớn rồi, năn nỉ nó trở về phụ cho thầy. Pháp Hòa làm vậy để chi? Để chuẩn bị cho tương lai. Thì Pháp Hòa mới nói với các em, bây giờ quý thầy, quý cô đang cực khổ cùng với ba mẹ các con tạo dựng cái này. Nếu mình không có cơ sở thì không có chỗ cho nó về. Mà có chỗ cho nó về thì nó thấy đây là cơ sở của ông bà, thì nó phải có bổn phận nó giữ.
Chứ mình đâu có phải mình làm để làm gì, mình cũng chết thôi. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ, mình ăn tô phở 10 đồng, 2 tiếng sau 10 đồng nó hết. Nhưng nếu mình lấy 10 đồng đó mình đóng góp của một công trình nào đó, thì 10 đồng nó còn đó hàng trăm năm. Pháp Hòa nghĩ như vậy mà Pháp Hòa làm. Chứ có ai phụ đâu. 15 tuổi đi tu không có huynh đệ cùng tuổi để tu chung. Không có những lúc mình buồn hay là mình khó khăn, không có một người để chia sẻ. Rồi những lúc mình làm Phật sự không có ai mà cùng hành đồng hành với mình để làm bao nhiêu công việc đó. Cứ một mình chèo chống mà làm suốt từ năm 17 tuổi cho đến bây giờ. Cho đến bây giờ quý vị nhiều khi nói thầy đi sao thầy cũng dẫn thị giả. Bị giả là lấy có thiệt đâu dẫn. Thưa đại chúng là nói như vậy á, thì quý vị sẽ thấy rằng đâu phải Phật không cho mình lo cái tương lai. Nhưng nếu mình lo tương lai thì mình hãy làm gì cho hiện tại, chứ không phải ngồi đó. Ở trong cái bộ Tế Điên Tăng có kể câu chuyện. Có cái ông đó, ông ngồi ông đói bụng. Hòa thượng Tế Điên ngồi ông đói bụng, nói tôi đói bụng qua, ai có cơm cho tôi ăn tụng hoài. Thì cái ông đó nói, hòa thượng tụng hoài cũng có cơm đâu. Ông nói vậy là ông ngộ rồi. Hòa thượng giả bộ hiện cái tướng bất thường để cho các ông đó nói câu gì phải không? Vậy ông nói vậy là ông ngộ rồi. Ông muốn có cơm ăn thì ông phải làm việc, chứ không phải cái chuyện gọi là ngồi đó tụng mà có. Cho nên người Việt Nam nói một câu rất thiết thực: muốn ăn phải lăn vào bếp. Có thực mới vực được đạo. Chính vì vậy cái tương lai Phật dạy không có nghĩa là đừng lo nó, không phải. Đừng có khổ lụy mà trông chờ nó, sắp đặt nó. Nhưng mà cái quan trọng là hãy sống với hiện tại và biết hiện tại mình đang làm gì, có chánh niệm với hiện tại. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình cũng 41, 42 tuổi thì mình không phải là một người thanh niên của 30 tuổi nữa. Sức khỏe của mình nó không phải là sức khỏe của một người 30 tuổi nữa. Như ngày hôm nay Pháp Hòa ăn có một chút buổi sáng thôi, tới giờ đâu dám ăn gì nữa. Hồi sáng giờ là chỉ uống nước trái cây thôi. Tại vì mình biết mình ăn vô là mình sẽ rất mệt. Đó, cái nghĩa là mình phải biết mình để mình chánh niệm, mình trở về mình lo cái hiện tại. Cho nên Đức Phật dạy quán thân trong thân. Phải quán thân mình để biết thân mình như thế nào, để mình lo chăm sóc nó. Chăm sóc để làm gì? Để mượn cái thân này làm chiếc bè để qua sông. Đức Phật dạy đó, các pháp như là một chiếc bè để qua sông. Một cái tiếng chuông là một chiếc bè để tỉnh thức cho mình, chứ nó không phải là cái tuyệt đối. Nó là phương tiện giúp cho mình tỉnh. Tiếng mõ là phương tiện giúp cho mình tụng kinh đều đặn. Cây hương mình thắp là phương tiện để nhắc mình sống chánh hạnh, để có hương giới đức. Còn cái hương mình thắp là hương vật chất. Nhưng mượn cái hương vật chất để nhắc nhở mình luôn luôn sống có giới hạnh. Để dĩa trái cây lên bàn thờ là để nhắc nhở mình luôn luôn nhớ có nhân có quả. Thế thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cấm ăn ngũ vị tân. Vì ăn chín sẽ phát dâm dục, ăn sống phát mùi hôi thối, chư thiên tránh xa. Kinh Vọng Võng, ai cố ý ăn sẽ bị tội khinh cấu. Nếu đã quy Tam Bảo, nhưng bây giờ hầu hết công khai ăn cùng đại chúng, ăn hành hẹ. Như vậy khinh thường lời Phật dạy. Vậy Phật tử nên theo các vị này trong giới luật của Phật, phải chăng đúng là Đức Thế Tôn nói trước khi nhập Niết Bàn? Cái này thì ý muốn nói về vấn đề ăn ngũ tân.
Thì kính thưa đại chúng, cái vấn đề ăn ngủ tân là theo tinh thần của Phạm Võng Bồ Tát Giới, Kinh Đại Thừa. Chứ còn nguyên thủy thì không có. Bởi vì thời của Phật, Đức Phật không có chủ trương nấu ăn mà phải đi khất thực. Mà quý vị biết người Ấn Độ thì họ ăn gia vị nhiều lắm, đúng không? Ăn gia vị rất nồng và rất nặng. Mà đã là khất thực thì đâu có quyền nói với người ta là nhớ nấu đừng để tỏi. Thịt người ta cúng mà còn ăn mà, thì huống chi là rau cải. Cho nên không có được nói cái đó. Sau này theo tinh thần Đại Thừa, mình tự mình nấu ăn, thì các vị mới đề nghị rằng không nên ăn ngũ tân, trong đó có hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừ. Bởi vì những cái chất đó nó nồng, mình ăn nó tươm ra cái mồ hôi, hơi miệng thở cũng hôi, mồ hôi của mình cũng hôi, bình thường là cũng mồ hôi, nhưng mà nếu có cái đó thì nó super hôi. Thì cứ vậy thôi. Và đồng thời trong cái chất đó, nó có cái chất kích thích mạnh. Cho nên các vị mới đề nghị là chúng ta nên chế tiết nó. Còn vấn đề, nhưng mà bên cạnh đó, những cái chất đó nó có thuốc, nó có vị thuốc, giống như tỏi. Gần đây người ta ngâm rượu tỏi uống, hay là người ta uống thuốc tỏi. Như vậy thì tùy theo cái mình dùng vì mục đích gì. Nếu như mình ăn để mà thỏa cho cái thích hương mùi của mình thì mình nên tiết chế. Còn nếu vì bệnh mà ăn thì dĩ nhiên đã là bệnh ăn thì phải ăn sao? Ăn tiết chế. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như nói bây giờ nói ví dụ như bây giờ nói trong người mình thiếu chất vitamin D, thì bác sĩ cho mình uống thuốc vitamin D nhưng mà cũng phải liều lượng, đúng không? Ngàn viên 500 mg, thí dụ vậy. Chứ đâu có thể nói là cái này bổ thiếu trầm trọng rồi bây giờ phải uống một ngày bao nhiêu bịch vô. Cái là tuy nó là đồ bổ nhưng cũng phải có chừng mực để điều đình cái hệ thống miễn nhiễm trong người mình. Cho nên á, ở trong giới luật nó có cái phần gọi là khai giá trì phạm. Có những cái bình thường mình phải trì là giữ, rồi có những lúc mình phải khai là mở. Khai là mở, có những lúc mình phải khai cái giới đó. Rồi mình phải giá, tức là một khi mình khỏe rồi là phải ngăn lại, giá là phải giữ gìn và phải giữ cái giới đó không làm. Thí dụ như có những vị giờ người ta đau nhức quá, ta ngâm 100 gram tỏi với 1 lít rượu. 10 ngày sau người ta lấy cái rượu đó người ta uống mỗi ngày một muỗng cà phê trước khi đi ngủ, để người ta dẫn cái máu ấm cái người để người ta bớt cái sự đau nhức. Nhưng mà nếu như á mà mình hết bệnh rồi thì thôi. Còn nếu mình nói tôi còn đang nhức quá là tại mình ghiền rồi mình bỏ không được, thì cái đó gọi là mình phạm. Thì ở đây thì cái vấn đề này á, nếu ai không ăn thì thôi mình cũng đừng có khởi cái tâm là khinh thường những người ăn. Bởi vì thật sự mà nói, tu hành nó không phải chỉ ở cái vấn đề ăn, mà nó ở cái vấn đề là người đó phải giữ những cái giới trọng. Còn cái giới khinh chẳng hạn như ăn hành hẻ tỏi nén nhẹ nhẹ, thí dụ một vị đó phạm vào cái giới nặng như là sát sanh, dâm dục, thí dụ vậy, thì đạo đức nó không có, thì cái trường hợp nó khác. Còn cái vấn đề ăn uống, thí dụ bây giờ mình đi xa, mình tấp vô trong một cái quán, mình kêu một cái món spaghetti chay, nhưng mà trong cái sauce nó có một chút tỏi, thì cái đó cũng không thành vấn đề. Thậm chí bây giờ mình nói mình ăn chay, mình ăn french fry, thưa đại chúng, french fry chắc chắn là đồ chay không? Không chắc. Tại vì người ta nhiều khi cái chảo dầu đó người ta chiên, người ta bán tùm lum trong đó. Thường là cái gì mình không thấy có thịt, có hương vị thì thôi, coi như tạm chay.
Chứ chưa chắc mình ăn chay mà không phạm giới. Thí dụ rau người ta đang sống, mình cắt vô mình ăn cũng là phạm rồi. Nhưng mà giữa cái cọng rau với con vật thì cái cọng rau này nó đỡ hơn. Thế thôi. Cho nên trường hợp này thì Pháp Hòa chỉ có điều Pháp Hòa chỉ muốn nói thôi, mình cứ du di. Nếu mình không ăn thì mình không ăn. Và nếu người nào có ăn thì thôi mình đừng có khởi tâm khinh thường. Tại vì nhiều khi các vị đã ăn mà ta không sao, còn mình cứ ngồi mình phiền hà cái chuyện ăn người ta thì mình bị phiền não nó quấy rầy. Mà phiền não quấy rầy tức là mình bị chướng ngại trên đường tu rồi. Quý vị nhớ quý vị thường tụng sao? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Thế nào gọi là tam chướng? Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Nghiệp chướng là mình có một cái nghiệp gì đó, cho nên giờ nó hiện thành quả báo nó chướng mình nè. Rồi bây giờ mình không rõ cái đó, rồi mình lại tiếp tục mình thế này thế kia, thì mình lại thay thêm cái phiền não nó chướng ngại mình nữa. Thí dụ như mình nói có cái bà cụ kia, bà yếu quá, bà với tụng đại bi, bà nói thiên thù thiên nhãn vô ngại đại bi, cái mình nó tụng chú đại bi vậy trật, tụng chú đại bi phải tụng nhanh, nhưng mà mình phải biết bà cụ bà già bà tụng nhanh có được, thì mình vui với cái chuyện đó. Tức là nếu mình bực bội với cái cách tụng của bà cụ là mình bị phiền não. Trong giới luật có kể, có một chú nhỏ đó nghe một thầy tụng kinh. Chú mới nói thầy tụng kinh như chó sủa. Nói một câu đó thôi mà đọa làm chó 500 kiếp. Ở trong luật Sa Di có kể như vậy. Cho nên á, Pháp Hòa hay nhắc đại chúng cái câu đó. Bán cú phi ngôn, ngộ tổn bình sanh chi đức. Nửa lời nói sai quấy, mình đã tổn đi cái đức thường ngày của mình rồi. Thôi thì bây giờ cái gì không phải chỉ ngủ tân không, mà ngay cả trứng gà. Người ta nói là trứng gà xứ này là trứng gà của công nghiệp chứ không phải là nông nghiệp. Thì thôi bây giờ ai ăn để cho có chất cũng được, mình không ăn cũng không sao. Mình đừng vì mình không ăn nghĩ là mình giữ giới, rồi người ăn thì mình cho là không giữ giới. Thôi đừng phiền não cái đó. Tại vì cái đó người ta có đọa lạc hay không, người ta có sai quấy không, mình chưa biết. Nhưng mà mình đã tự tạo cái phiền não cho chính mình. Mà tu hành là mình muốn dẹp phiền não. Còn các vị đã là những bậc có giới hạnh thì các vị tự phải biết quý vị đang làm gì. Còn mình thôi đừng có phiền hà chi này, để rồi nó phiền não rồi mình khổ. Thế thì mình cứ nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, tụng sao cho nó linh câu đó lên. Nhớ ba chướng không? Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Kính thưa thầy, mỗi sáng vào phòng ngủ. Ủa? Con vẫn cả mỗi sáng à. Kính thưa thầy, mỗi sáng con dâng 2 ly nước trong lên cúng trên bàn thờ Phật. Chỉ có 2 ly nước mà con niệm xin cúng dường 10 phương chư Phật. Như vậy không biết có đủ không? Ngày nào con niệm 7 biến chú đại bi, con không ngồi trước bàn thờ Phật mà làm việc như lặt rau rửa chén, con vẫn niệm như vậy. Như niệm thậm chí con vào phòng ngủ con vẫn niệm chú đại bi, hoặc khi đi thể dục con vẫn niệm như vậy có được không? Xin thầy chỉ. Con kính xin thầy giải cho chúng con. Rồi, mình cúng có 2 ly nước mà nếu trên bàn thờ có 2 ông Phật thì chắc đủ. Rất là dễ thương. Thưa đại chúng, quý vị nhớ là
khi mình dâng cái gì lên cúng chỉ là biểu tượng. Cúng nước là tượng trưng cho tâm thanh tịnh. Cúng trái cây là tượng trưng cho nhân quả. Cúng hoa là tượng trưng cho cái đẹp và cái vô thường. Cúng hương là tượng trưng cho giới hạnh. Cúng đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Vậy thì mình không phải cúng cho Phật, mà mình cúng cho tự thân của mình, nhắc nhở mình. Dâng nước cho Phật thì phải sống được cái hạnh thanh tịnh trong suốt như Phật. Dâng đèn thì nhớ là phải luôn luôn khai mở trí tuệ bằng cách học hỏi. Dâng hương thì phải tự nhắc nhở mình có giới gì thì giữ giới đó. Như vậy thì cái chữ nói cúng đây á, nói cúng Phật, Phật là giác. Mà cúng là cúng cho cái giác. Như vậy Phật này là không phải Phật ngoài mà Phật ở bên trong. Nếu mình muốn Phật giác ngộ bên trong mình mỗi ngày mỗi trong sáng thì mình hãy đem năm cái đó mình cúng cho Phật này. Quý vị cứ tưởng tượng người có giữ giới, biết nhân biết quả, rồi biết đạo lý vô thường, giữ giới trang nghiêm, trí tuệ sáng suốt, có phải là người đó là cái bàn thờ thiệt đẹp không? Mà người đó có bàn thờ thiệt đẹp tức là người đó đã an vị Phật trong mình. Đó là mình nói cái lý. Còn ở cái mặt sự, mình cúng là tâm thành, còn của bao nhiêu đó, dù mình đem nguyên cần xé tới cúng cũng không đủ, chứ đừng nói hai trái. Bị mình cúng mười phương Phật luôn mà. Quý vị biết mười phương là bao nhiêu không? Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương trên, phương dưới, gọi là mười phương. Và khi mình cúng cái này là biểu tượng, cho nên mình dù một chung nước mà để tâm thành thì nó vẫn có cái tác dụng. Quý vị có nhớ khi quý thầy bắt ấn mà làm phép vô cái ly nước á, trong đó có một câu: Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy. Tức là trên nước của Bồ Tát động ở trên cái nhành cây này, nhành lá, nhành hoa này, Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy. Có khả năng là năng linh nhất sái, một cái rải ra cũng có khả năng biến cả mười phương, làm cho tất cả mọi nơi mọi chốn tiêu trừ những cái cấu uế để nó thanh tịnh. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất sái biến thập phương. Có, nếu mình rắc ra dày nè kêu là sái, mà nếu mà một giọt kêu là nhất đích. Năng linh nhất sái biến thập phương, tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ. Nó có khả năng làm cho mọi dơ bẩn đều được trong sạch, khiến cho đạo tràng này, nơi chốn này liền thanh tịnh. Đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Đó là cái bản dịch của cái bài tiếng Hán. Đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Cho nên mà ở trong nhà Phật, bất cứ cái gì mà nói lên cái ý nghĩa muốn làm cho chỗ đó trong sạch thì liền lấy ly nước ra, rồi bắt ấn, rồi cầu nguyện, rồi xong rồi rải. Mà không phải riêng đạo Phật, đạo Chúa người ta cũng làm, cha cũng lấy rải. Thậm chí người sắp mất nhờ cha vô sức dầu, sức dầu trước khi mất. Vậy thì vị Phật tử đừng có lo, cúng hai chung mà réo hết các Phật cũng được chứ không sao đấy. Ở chùa Pháp Hòa đây, mới tuần rồi trước khi đi, ngày mai đây, ngày mai Chủ nhật đây, có một ông cụ một năm là hai lần ông ghé chùa Pháp Hòa. Ngày mai đây cúng giỗ con trai ông. Và trước tuần thì ông lên chùa, ông ghi cho hoàng tờ giấy: thưa thầy, tuần tới là đám giỗ con trai tôi tên đó tên đó, sẵn dịp thầy cho má nó tên đó về chung vui.
Rồi đâu mấy tháng sau tới dỗ bà già: thưa thầy, tuần tới ngày đó đám dỗ bà đó bà đó, sẵn dịp thầy cho con trai bà về chung vui. Mà Pháp Hòa thấy cái tờ giấy đó là Pháp Hòa biết cái hình nằm đâu rồi. Chung vui mà. Rồi cái đó là Pháp Hòa rất là mình sẽ làm. Bởi vì mình thấy được cái tâm thành của cái vị gia chủ xin cúng. Ở bên chùa Hòa là Hòa cúng linh, Hòa cúng kỹ lắm. Mỗi một gia đình là một mâm cơm. Rồi mình mời thỉnh đàng hoàng thật sự ra để cho cái người thân, bởi vì họ có tâm thành, họ xin lên chùa họ cúng. Nếu mà họ bây giờ họ hết tâm thành, họ cúng, không cúng nữa mà làm gì họ. Cho nên cái họ còn hay không là mình. Mình là cái người giữ họ. Cho nên Pháp Hòa đi đến nhà nào mà bước vô nhà và thấy Phật tử đó còn giữ bàn thờ ông bà là Pháp Hòa thích lắm. Tại vì mình biết người này còn giữ được cái đó. Và Pháp Hòa sẽ tới xá Phật và xá ông bà mà quý vị đó đang thờ. Đừng có sợ thầy xá ông bà mình, ông bà có tội. Nếu ông bà còn sống, không lẽ thầy bước vô nhà thầy không chào? Đúng không? Người sống thì mình chào, mà người chết người ta thờ thì mình xá, có sao đâu mà sợ tội. Đừng có sợ cái đó. Trên mình thờ Phật, dưới mình thờ ông bà. Thầy có tới thầy lại Phật mà thầy lại ông bà cũng không sao. Cái đó là cái đức của thầy. Thầy tôn sống mà thầy biết trên dưới. Thầy dạy Phật tử là phải thương quý ông bà, thờ phụng ông bà, mà thầy gặp ông bà mình thầy không xá là sao? Không đúng. Đừng có sợ ăn đồ cúng cô hồn. Đây, ăn đồ cô hồn muôn thở nè. Chùa Pháp Hòa cúng linh, cúng cơm mà bàn giống á, chiều đem xuống là mấy chén lúc chút là Pháp Hòa gom lại Hòa ăn, hâm ăn hết. Vẫn bình tĩnh tới giờ này. Có nhiều vị nó ăn đồ cô hồn riết nó khờ á. Khờ cỡ này chịu không? Có ăn mà bỏ mới tội. Đồ cúng mà không ăn là sao? Quá ra mình là cái đạo khác chứ không phải đạo Phật. Người ta mới nói không ăn đồ cúng, rồi giờ mình có bắt chước nhau mình không ăn đồ cúng. Ăn đồ cúng sợ khùng, sợ gì đó, khờ khờ. Thì hâm nóng cho ai biểu để nguội đâu. Mấy chục năm đám cưới còn hấp mà. Còn cái chuyện gọi là tụng kinh hay là trì chú mà không trì ở bằng Phật, quý vị hay nói làm sao? Chín phương trời, mười phương Phật, thì lo gì phải ngay bằng Phật đó. Được chưa? Rồi cứ tụng đi. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một bà cụ, mỗi lần mà bà thắp hương ở trước bà cúng là bà đứng Pháp Hòa rình bà khấn gì. Trời ơi, ta hồi nhỏ nó nhiều chuyện lắm. Bởi giờ là bà Tám á. Bà cầm cái hương mà đứng vào đây, bà hít vô cái đây: chín phương trời, mười phương Phật, Phật tổ, Phật thầy, Phật tiên, thần thánh, cho con tu niệm, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thỉ, huệ khẩu. Là Phật cho con mà có trí huệ, mà không phải trí huệ một chỗ nha. Huệ gì biết không? Huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thủy, huệ khẩu. Trời ơi, mấy bà già xưa khấn hay ghê lắm. Có một cái bà cụ bà tụng kinh qua rình của bà tụng gì, bà nói hòa quá 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 hòa. Nam mô A Di Đà hòa. Hòa tâm, hòa tánh, hòa nhà lo tu. Mấy cái lời kinh của mấy bà già xưa nhưng mà nó rất là chân tình ở trong đó. Các bà nhớ bà tụng hòa quá hòa quá quá hòa, Nam Mô A Di Đà hòa, hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Mà hồi nhỏ hòa nghe mấy câu đó là Pháp Hòa nhớ hết trơn vậy đó.
Bà lên bà tụng kinh, bà nói thứ nhất con nguyện ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên, kẻ thác siêu lên, người còn mạnh giỏi. Thứ hai con nguyện xa gần lớn nhỏ, phước thọ dinh ba, tinh đạo Di Đà, ăn chay niệm Phật. Khẩn xong rồi tới phần con nha. Phần của con. Thứ ba con nguyện phần con khỏe mạnh, no ấm trọn đời, sống hưởng lộc trời, thác về cõi Phật. Khôn quá trời khôn. Mình tụng kinh mình nói là chín phương trời, mười phương Phật. Thì nếu mà lỡ mình không có cơ hội mình quỳ trước bàn Phật, thưa đại chúng, có những người người ta có gia đình không phải cùng một tín ngưỡng, thì làm sao người ta có bàn Phật ta tụng? Hoặc là có những người do đi làm không còn một chút thì giờ nào cho bản thân mình nữa, không lẽ các vị đó không tu được sao? Phải không? Thành thử ra tu là mình tùy duyên, nhưng mà bất biến là tâm mình vẫn giữ cái tu. Cho nên cái chữ tùy duyên bất biến nó có thể linh động bằng mọi trường hợp. Nè Pháp Hòa đi hoài rồi Pháp Hòa tu với ai? Tu trên máy bay. Lúc lên máy bay ngồi lần chuỗi niệm Phật. Lúc ngồi chờ máy bay delay tréo chân lên ngồi thiền, đọc kinh. Lúc nào trong giỏ cũng có một cuốn kinh. Đi đâu mà ngồi rảnh rồi lấy kinh ra đọc. Pháp Hòa là sợ đi bác sĩ lắm, tại vì vô đó ngồi chờ lâu lắm. Mà lỡ bắt buộc phải đi là phải cầm cuốn sách đi theo. Tại vì mình biết mình vô đó ngồi chờ lâu là thời gian đó không phí. Cho nên mình ở trong phòng mạch mình vẫn tu được, mà tu kiểu tùy. Tùy bất biến của mình, là miễn mình đọc được kinh sách thế thôi. Được chưa? Rồi. Dạ thưa đại chúng, mời đại chúng mà vỗ tay hết giờ. Hết giờ rồi. Con có câu hỏi xin thầy Quan Hỷ. Con muốn tu để về Tây Phương Cực Lạc phải làm sao? Mỗi đêm con niệm Phật 108 hột, Nam Mô Di Đà Phật một chuỗi, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật một chuỗi, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thâm một chuỗi, như vậy có tạp niệm không? Thưa đại chúng, thì nếu đứng trên cái phương diện mà các vị chuyên tu niệm Phật thì người ta kêu cái này niệm tạp. Niệm tạp đây có nghĩa là mình niệm tầm bậy, có nghĩa là mình xen lẫn nhiều quá rồi mình không biết mình đi đâu. Đó là theo cái cách giải thích của các vị chuyên tu niệm Phật. Bây giờ á, hôm qua hôm kia Pháp Hòa cũng trả lời cái câu là muốn đi cực lạc phải làm sao đó. Quý vị đi cực lạc là vãng sanh phải không? Cái quan trọng là mình phải đừng sanh con. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói rồi chỗ này nè. Nico tới hỏi thưa Hòa, bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con giải thoát đó. Thì Hòa Thượng nói Nico đừng sanh con nữa. Nghĩa là đứa con đây là tượng trưng cho phiền não. Hễ phiền não mình còn sanh thì không thể về cực lạc. Tại sao? Tại vì cái điều kiện về cực lạc là phải người đủ phước. Thiếu phước còn về không được, chứ huống chi là không có phước. Bằng chứng nào mình nói câu đó? Trong kinh Di Đà nói rõ ràng: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh tịnh độ. Như vậy người muốn tu mà vãng sanh là phải có đủ ba điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thì mình muốn về cực lạc thì bây giờ thiện căn là mình có rồi nè. Phước đức là mình có không? Có, mình được có thời gian tu, sức khỏe mình còn tốt. Rồi bây giờ chỉ còn đợi cái nhân duyên là mình đừng có bỏ cái duyên nào để mình tiến tu hết. Đó, cái quan trọng là xả phiền não. Tại vì ở cõi đó là người ta đủ cái tư chất đi về đó là vì người đó không có phiền não. Cũng giống như mình muốn ngồi đây được tham dự với đại chúng là
mình phải đầy đủ những cái hoàn cảnh. Thiện căn là thích đi vào khóa tu. Phước đức là mình có thời gian, có sức khỏe, có điều kiện. Nhân duyên là có người tổ chức, mình mới ngồi đây được. Thành thử ra nhiều khi nhân duyên có, phước đức có mà không có thiện căn cũng đâu ngồi đây được. Ngồi đây được là phải đủ ba điều kiện. Thiện căn là tại mình có cái tâm lành, mình thích cái này à. Phước đức là mình thấy là mình được cái cơ hội đây, mình có đủ sức khỏe, có đủ thời gian, người nhà mình đồng ý cho mình đi, ví dụ vậy. Rồi nhân duyên là có người tổ chức. Rủi bây giờ không ai tổ chức, dù mình có thiện căn có phước đức cũng thiếu duyên. Đó là một. Còn cái chuyện mình niệm Phật, trường hợp mình muốn vãng sanh thì thôi cứ nhất niệm Di Đà. Còn thí dụ như thỉnh thoảng quý vị có thêm Phật này, Phật kia, kinh này, kinh nọ cũng không sao. Tại vì nếu mình có tụng thêm để mình rõ thêm nghĩa lý, làm sáng cho cái đạo lý mình đang tu tịnh độ thôi, chứ không có gì. Chà cũng không có sao. Quý vị, nhưng mà bây giờ nếu như ở trường hợp mình đã nhất tâm niệm cầu vãng sanh rồi thì cứ nhất tâm niệm Di Đà. Một câu thánh hiệu Di Đà cũng đầy đủ tất cả các thánh hiệu khác. Cũng giống như quý vị thờ Phật vậy. Một Đức Phật là đủ, không nhất thiết phải thờ tất cả các Phật. Thí dụ như mình nói, trời ơi, tôi niệm Di Đà mà nhà tôi không có hình Di Đà, tôi để tôi kiếm mà Di Đà gì tôi để. Cái mai mốt mình không được khỏe, cái mình niệm Dược Sư, nó niệm về không có Phật Dược Sư, không biết Phật có biết không. Thôi kiếm Phật Dược Sư về để. Thành thử ra từ từ mình nhiều, cái là nó mất trang nghiêm. Thấy không? Thành thử ra tâm mình thành một danh hiệu cũng được. Kính xin Thầy cho con hỏi ý nghĩa câu năm nguyện phát trần không khởi diệt. Thầy xin thưa cái câu này là xin nguyện pháp trần, chứ không phải là phát trần. Bởi pháp trần là gì? Tức là những cái trần cảnh ở bên ngoài. Con người mình á, thường thường mình thấy cái gì thì mình phải nói, dù nó là đẹp hay xấu. Mà cả ngày mà mình sống dưới cái sinh khởi của phân biệt thì nó bother, nó làm quấy rầy cái tâm an tịnh của mình thì là phiền não hết. Xin đại chúng đừng lầm phiền não là những cái gì bực bội mới kêu phiền não. Dù cái đó rất êm ả nhưng nó không phải của mình, nó vẫn bother, nó vẫn làm phiền mình như thường, kêu là phiền não. Quý vị hiểu ý vậy đó. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như là người ta mắng mình một câu, mình bực, cái đó là thường, đó là phiền não là đành rồi, phải không? Quý vị đi ngang, quý vị thấy cái đó, người ta để đó, không dính dáng gì tới mình, không hoàn toàn, không liên hệ gì tới mình, mà mình đi ra đi vô, mình cứ nói hoài, là một dạng phiền não. Cho nên cái gì mà nó ảnh hưởng, nó làm cho cái tâm an tịnh bình thường của mình bị chi phối, cái đó đều gọi là phiền não hết. Cho nên cái điều nguyện của mình đó là làm cho, xin cho con vẫn có năm căn này để tiếp xúc, nhưng mà con không bị những cái sắc thanh hương vị xúc nó biến thành những cái trần lao nó lôi kéo con. Ví dụ vậy nè, đây dính dáng tới câu hỏi trong này nè, ngày câu hỏi hôm qua nè. Con có người bạn trẻ tuổi, cậu rất thích xuất gia nhưng bị trở ngại là thấy các cô gái đẹp vẫn thấy thích. Nhưng mà có một cái dễ thương là bởi biết mình vậy cho nên không dám xuất gia. Thật là quý vị mới thấy á, nếu như mà mình á thấy cô đó là cảnh thì cô đó không làm gì mình hết. Còn nếu mình thấy cô đó đẹp xong cái mình nhớ nhung cô đó thì cô đó liền thành trần. Mấy ngày nay không qua nói vậy đó. Làm sao mình không thấy cảnh? Mình có mắt là phải thấy cảnh. Nhưng cứ thấy thôi mà đừng có gì dính hết thì cái đó gọi là cảnh thôi. Ví dụ như cái thầy kia, thầy thấy cái cô gái trợt té dưới nước, thầy ẵm cô gái qua sông rồi thầy đi bình thường. Bởi vì trước mắt mình là thấy một người đang chết đuối, lúc đó phải nói đạo đức chứ không thể nói giới lực.
đạo đức mình thấy người ta chết mình không cứu, mà nói tôi don't touch lady. Cái đó là mình giữ giới mà giữ trật. Quý vị thấy không nè, giữ giới để sanh đạo đức, chứ không phải giữ giới để biến mình thành cỏ cây vô tình với mọi vật. Người ta chết đuối mà mình không cứu. Còn như cái cô thị màu cổ nói, ông đạo ơi ông đạo, ông lạnh nhạt với tôi, ông tràn thêm đắc tội. Tội vô tình, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Lúc cô màu cô vô cô gặp thị kính cô nói vậy đó. Tôi đó gì ai mà nhớ trộm thương thầm. Nhưng mà tại sao thị kính không đáp? Cái đáp cái đó có tội không? Đáp vậy có tội không? Không. Tại vì mình biết rõ cái ý đồ thì mình không có đáp. Còn này người ta té mình không cứu, mình nói mình giữ giới. Lúc đó không thể nói giới luật mà phải nói đạo đức. Cho nên Phật giáo dạy mình linh động sống như vậy, mà tại mình không hiểu thôi. Thấy người chết đuối mà ông khoanh tay đứng ngó. Rồi thì thầy ẩm xong rồi thì cái cô đó là trần hay cảnh? Cảnh thôi. Nhưng cái ông không ẩm, ông lại thành trần mới chết chứ. Cái ông sư đệ ông không có ẩm mà ông bực. Ông đi một ngày trời, ông chịu hết nổi, ông nói tôi về tôi mép sư phụ. Sư huynh phạm giới. Hỏi tôi phạm giới gì? Hôm nay sư huynh ẩm một cô gái qua sông. Thì thầy ông sư huynh trả lời, sư đệ, tôi đã để cô gái xuống từ lâu rồi, mà sư đệ tại sao còn khiêng cổ tới đây? Quý vị hiểu được chỗ đó không? Mình đang nói gì quên rồi. Trần với cảnh. Một chú tiểu mà cả đời không biết gì hết trơn dưới núi. Rồi một ngày nọ thầy dẫn chú xuống núi, rồi chú hỏi đói gì vậy thầy? Anh nói ồ cái đó chợ cũ bán bánh mì con. Đi ngang tìm hỏi gì vậy thầy? Hiển Khánh bán chè con. Nhưng mà cái cuối cùng cô gặp một cô gái đẹp, hỏi thầy, thầy gì vậy thầy? Ông thầy nói con cọp đó con. Khi mà chú về rồi, kể từ giây phút lên trên núi lại là chú bị trúng nắng liền. Cảm sốt, ăn không được, ngủ không được. Thầy vô thầy nói con ơi con làm sao vậy con? Nói sư phụ ơi con nhớ con cọp đó quá. Vậy thì con cọp đó thành trần hay cảnh? Tại sao Hiển Khánh với chợ cũ lại là cảnh mà cô này lại là trần? Quý vị thấy được đó không? Cho nên con người của mình không thể nào. Có mắt thì phải thấy sắc, có tai phải nghe thinh, có mũi phải ngửi mùi, có miệng thì phải nếm, có thân thì phải xúc. Đó là chuyện bình thường. Nhưng cái này là cái thực tập nè. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Cái đó là cái chỗ tốt. Ai cấm mình đi shopping nhưng không cần đừng có mua, even nó on sale. Mình có cái tật sale không mua là tội. Mua xong rồi về dặn đứa con, đừng nói với ba này má mua nghe con. Cho nên nhiều khi mình nói con không được nói dối với mẹ nghe không, nhưng mà mình dạy nó nói dối bằng cách đó, đó. Không có qua được đâu. Trời sao còn nhiều quá vậy. Đã chơi chứ còn mấy câu thôi. Bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ giảng nghĩa cho chúng con hiểu Đại Thừa Đệ Nhất, Nhất Thừa Chân Như. Còn thêm lời nhắn nữa, xin Thầy hoan hỷ giảng, nói chậm một chút.
để chúng con có đủ thời gian ghi chép. Tức là bây giờ là không cho regular emotion speech. Thưa đại chúng, là ở trong Phật giáo chúng ta có ba thừa theo như tinh thần của Đức Phật dạy. Hồi sáng này quý vị tụng cái phẩm thứ 5 của Kinh Pháp Hoa, thì trong đó có nói rằng giáo pháp của Phật như một trận mưa rơi xuống, nhưng mà hễ cây nhỏ thì hút nước ít, cây trung thì hút nước vừa vừa, cây to thì hút nước nhiều. Giáo pháp không phân biệt cao thấp, nhưng tùy theo chủng loại của cỏ cây mà lấy nước. Cũng như thế, giáo pháp của Phật không có phân biệt như một trận mưa, tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người mà tiếp nhận. Ai tiếp nhận khá hơn thì gọi là đại thừa. Và đại thừa thì không có chê tiểu, nhưng mà đại thừa là đệ nhất. Cũng giống như bây giờ cái gì lớn thì mình kêu là lớn nhất vậy. Tại sao đại thừa đệ nhất? Bởi vì cái đại thừa hay là trung thừa hay tiểu thừa thì cũng còn là phương tiện để độ. Duy có cái nhất thừa, đó là Phật thừa. Còn trung, còn tiểu, còn đại, tức là cũng còn trong cái vòng đối đãi lớn nhỏ. Nhưng mới đầu mình phải nương cái này nè. Đến khi nào mình thâm đạt được cái chân như của nó. Pháp Hòa ví dụ, Phật tử mình mới bắt đầu đi chùa thì bắt đầu phải học cái căn bản là mặc áo tràng, chắp tay tụng kinh, có chuông, có mõ. Người tụng kinh nhanh, lâu năm tụng nhanh được, rồi tụng đại thừa. Người mới có hơi quen rồi bắt đầu làm quen được với mặt chữ của chú Đại Bi, tụng theo kịp nhưng chưa thuộc, người thuộc là đại thừa. Người còn tụng theo kịp, mặc dù chưa thuộc mà tụng theo kịp là trung thừa. Người tụng không kịp cho nên dò muốn chết luôn, tiểu thừa. Pháp Hòa ví dụ cho dễ nha. Nhưng mà đến khi nào á mà mình thuần thục rồi thì ngày đó mình không có tụng kinh, nhưng mà mình vẫn không làm những cái điều sai quấy với cái đạo hạnh, thì nó vẫn tương bằng với một thời kinh. Mới đầu mình chưa có quen thì mình phải thúc liễm thân tâm mình bằng kinh kệ, bằng trì chú, bằng niệm Phật, bằng ngồi thiền. Nhưng khi mà mình đã thuần thục và là đến cái chỗ nhất thừa rồi thì mình sống lặng lẽ như vậy. Cho nên á, lúc chưa hiểu đạo mình mới vào thì dạy ngồi thiền. Nhưng mà có những vị thiền sư ta đâu có ngồi thiền. Hỏi bạch hòa thượng, hòa thượng sống hàng ngày hòa thượng làm gì? Con không thấy hòa thượng làm gì hết. Thì hòa thượng lại nói, tôi có làm gì đâu, cả ngày tôi chỉ lo chăn trâu. Mà chăn trâu tức là tôi kiểm cái tâm tôi thôi. Hễ nó sanh khởi cái tham cái tôi kéo nó lại, hễ nó sân cái tôi kéo nó lại, hễ nó si cái tôi kéo nó lại. Cho nên hàng ngày tôi chăn cái tâm đó. Rồi có những vị như là Ngài Bá Trượng, Ngài ra cuốc đất khi tuổi đã 90. Đại chúng đem cái cuốc giấu, nói bạch tổ, tổ già rồi, tổ đừng có làm. Dọn cơm Ngài không dùng. Người ta nói sao Ngài không dùng cơm? Nói ngày nãy tôi có làm gì đâu mà ăn cơm. Vì cái tông chỉ của Ngài là một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Có một thầy kia tu 50 năm, xách giỏ đi chợ. Một cư sĩ nói, bạch hòa thượng, con thấy hòa thượng tu mấy chục năm rồi mà sao hòa thượng còn lạc vặt làm chuyện này? Thì hòa thượng liền trả lời, vậy ai làm này? Ông cư sĩ kiên ngộ, tu đâu phải là 50 năm rồi không làm,
cứ làm chuyện bình thường. Nếu cần rửa chén, tôi rửa chén. Nhưng mà nếu cần giảng kinh, tôi sẽ giảng kinh. Tôi làm tất cả, dù rửa chén của một chú tiểu hay giảng kinh của một pháp sư, nhưng tôi không làm bằng cái tâm phân biệt gì nữa hết, thì tôi sống trong nhất, nhất thừa. Mà nhất thừa đó là chân như. Chân như là cái lẽ thật. Thí dụ như quý vị ăn một muối cam, quý vị ngồi dưới, quý vị hỏi Pháp Hòa: Thầy ơi, cái cam nó làm sao? Thì bây giờ Pháp Hòa bắt đầu phải diễn tả muối cam. Dạ, cái cam này nó ngọt như đường. Mà có diễn tả được muối cam không? Không, chỉ là như đường thôi mà. Nhưng mà Pháp Hòa đâu có nói được cái muối cam. Ồ, cam này nó chua như chanh. Nó cũng không phải là chanh, nó chỉ là như chanh hay như đường. Thôi giờ đừng hỏi gì hết. Tự mỗi người để cái miếng cam vô miệng, nhai, tự biết cái vị đó mà không thể giải thích. Lúc ăn miếng cam đó là ăn cam trong chân như. Mình mới biết cái đích thật, cái hương vị của nó, chứ không thể giải thích. Quý vị hiểu chỗ đó ha? Một cái người, một cô gái ôm một ông thầy, hỏi: Thầy ơi, bây giờ thầy cảm thấy làm sao? Thầy mới nói: Tôi bây giờ tu đến mức độ như cây khô ở giữa mùa đông, giữa núi lạnh, cô đừng có hòng mà chiêu dụ gì tôi. Bà già thấy ông thầy tu chưa tới. Nhưng mà nếu mình là mình lại rồi đó, mình nói: Trời, thầy tu hay ghê. Nhưng mà đến một lúc nọ, cô khác ôm thầy, hỏi: Thầy ơi, bây giờ thầy cảm thấy sao? Thầy mới nói: Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Bởi cái lúc này là ôm của chân như. Cô ôm tôi, cô mới là người biết cái cảm giác. Tôi mới là người biết cảm giác. Bà già kia là người thứ ba thì không thể biết cái cảm giác đó. Đó là thiền ngữ. Đừng giả bộ ôm rồi cái hỏi: Thầy ơi, phiêu làm sao? Mà nếu bây giờ Pháp Hòa có nói: Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết, là bắt chước nói chứ không thực chứng. Vậy quý vị hiểu chân như chưa? Khi mình còn tu thì mình còn thấy có cao có thấp. Cho nên trong nhà Phật á, ở một cái mặt hành chánh thì có thượng tọa hòa thượng đại đức, nhưng ở mặt bản thể bình đẳng thì tất cả đều là tỳ kheo. Cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa luôn: Xin quý vị đừng có gọi Pháp Hòa bằng thượng tọa. Ông Michael Châu ông mới tu có ngày mà ông cũng lên thượng tọa kìa. Hôm qua ông còn ngồi đây nè, ngày hôm sau ông lên ghế ông ngồi được kìa, ông thượng tọa rồi. Xin thưa đại chúng, nếu mà quý vị gọi Pháp Hòa bằng một tiếng thầy là Pháp Hòa đã đủ hổ thẹn rồi. Nhiều khi mình thấy mình chưa đủ để mà nhận cái chữ đó nữa, chứ đừng nói là thượng tọa. Đừng gọi mấy cái đó. Người tu của mình một chữ thầy là đã đẹp, mà nhiều khi còn tự thấy xấu hổ mình không đáng để nhận chữ đó nữa. Nhưng mà giờ thôi kệ, chịu đấm ăn miếng xôi, chịu một tiếng đó thôi. Đừng gọi nữa, đừng có kêu thượng tọa, đừng có gọi là thầy giảng sư gì hết. Cứ thầy Pháp Hòa là đủ rồi. Mà nhiều khi còn thấy hổ thẹn khi phải nhận những tiếng đó. Cái mặt bản thể bình đẳng của dù hòa thượng trăm năm tu đạo với một thầy tỳ kheo mới thọ giới cũng là tỳ kheo hết. Nhưng nếu như vậy thì cái thầy mới thọ này sẽ không biết sanh tâm cung kính để sanh cái đức đối với các bậc trưởng thượng. Cho nên mình phải gọi vị hòa thượng trưởng lão bằng những bậc tôn đức, như là danh từ hòa thượng, để người nhỏ đừng sanh tâm khinh thường. Còn ở mặt bình đẳng chân như đều là tỳ kheo hết. Cho quý vị thấy chư tôn đức không? Dù là hòa thượng nhưng ký cái thơ ở dưới là tỳ kheo thích gì đó, chứ đâu có xưng là hòa thượng gì. Nhưng nếu mà là hòa thượng gì ký tên thì thư ký làm, chứ không phải là chính tay hòa thượng viết. Mình hiểu như vậy. Trong giáo hội, bởi vì giáo hội có nghĩa là một cái hội của tôn giáo, thì phải có làm việc hành chánh, mà hành chánh thì phải có danh xưng. Cho mới quy định
Một thầy tỳ kheo mới thọ giới lúc 20 tuổi, thấu dài đến 40 tuổi, chúng ta gọi là thượng tọa. Khi đến 40 tuổi gọi là thượng tọa, bởi vì đã 20 năm làm tỳ kheo. Rồi 40 tuổi đời thấu dài cho tới 60 tuổi, tới khi năm 60 tuổi chúng ta gọi là hòa thượng. Nhưng mà cái đó các ngài không có bận lòng đâu. Chẳng qua quý ngài trong cái việc hành chánh quý ngài phải chấp nhận. Cho nên Phật tử đừng có bận tâm cái chuyện đó. Nói tôi gọi, tôi học sợ tôi gọi không đúng thấy buồn. Hồi nhỏ và nhớ và đọc cái trong cái cuốn cái cuốn gì Pháp Hòa quên, mà nó có cái câu như thế này: nếu mà con làm sai mà người ta chỉ cái lỗi sai cho con mà sai đó đúng đó, nếu con làm sai mà người ta nói con sai, người đó là thầy con. Nếu mà con làm sai mà người ta vẫn khen con, người đó là kẻ thù của con. Còn con làm đúng mà người ta khen đúng, người đó là bạn của con. Mình làm hay làm giỏi, người ta khen mình hay giỏi, người đó là bạn. Còn mình làm trật mà người ta chỉ cho mình thì người đó là thầy. Mà mình làm trật lớp mà người ta cứ đưa mình lên mây thì đó là người hại mình. Xin con tên là Lê Hiền Vi, pháp danh Minh Thành. Kính thưa thầy, có thể cho con biết ý nghĩa của pháp danh? Cái pháp danh đó là cái tên trong đạo thường quý thầy hay đặt cho mình trong khi mình quy y. Mỗi một pháp danh mang một cái ý nghĩa để nhắc nhở mình tu hành. Chữ Minh là sáng, chữ Thành là tựu, thành tựu đó. Tức là mỗi việc làm của mình đều thành tựu, nhưng mà thành tựu trong ánh sáng. Có nghĩa là luôn luôn làm việc lành, việc đúng. Thưa đại chúng, Đức Phật dạy trong kinh có bốn dạng người. Có những người từ tối vào tối, có những người từ tối ra sáng, có những người từ sáng lại vào tối, và có những người từ sáng ra sáng. Minh Thành là người từ sáng ra sáng. Còn không nữa thì phải là người từ tối ra sáng, chứ không có đi ngược lại. Cũng giống như lúc cha mẹ mình đặt tên thì cũng mang cái tâm nguyện muốn con mình sau này làm thế, làm cái gì. Một vị thầy đặt một pháp danh cũng chuyên chở cả cái sự gọi là chúc nguyện ở trong đó, để cho mình thành tựu như được pháp danh của mình. Câu hỏi cuối cùng: thưa thầy, mỗi ngày con lễ Phật và các Bồ Tát cũng như các tổ, và một lại Thánh Đức Pháp Hòa, để các vị có năng lực hoằng dương Phật Pháp độ độ chúng sanh. Và con ước mong của chúng con là thầy dẫn chúng con được đi đến các thiền tự linh thiêng các nơi. Mình có cái tâm thì tốt, nhưng mà thôi cho em xin một cái lại đó. Vị Phật tử này rất là có lòng, nhưng mà thôi thì mình biết trong tâm niệm, nếu mà mình thay vì mình lạy đó thì thôi mình cầu, mình gửi một lời cầu nguyện đi. Nếu quý vị có thương em thì hãy thương ngay bây giờ. Thương bằng cách nào thôi, quý vị cứ nói thôi cầu Phật gia hộ cho thầy Pháp Hòa thấy khỏe mạnh, vậy được rồi. Còn muốn em làm gì thì cứ luôn luôn nói luôn. Cảm ơn Phật tử có lòng, nhưng mà thôi đừng, ngày làm như vậy Pháp Hòa sẽ bị tổn phước. Trong cuộc đời của mình á, cái phước á thì khó tìm mà rất dễ mất. Nhưng mà nói dễ, nói khó tìm nó cũng không khó, nếu chúng ta có chánh niệm. Pháp Hòa ví dụ một cái đơn giản thôi. Thí dụ như là mình dọn một mâm cơm cho thầy, người ta cũng có lòng, người ta muốn ké vô món để ta cúng dường cho thầy, mình hãy hoan hỷ cho người ta để vô.
cái phước nó nhỏ nhỏ ngay chỗ đó. Mình nói không, bữa nay phần của tôi, chị cất đi và mai phần chị, tại vì tôi muốn bữa nay trọn của tôi. Pháp Hòa kể cái này rồi đại chúng thấy, nói có sách mất có chứng mà. Khi mà Đức Phật đại chúng gom vải lại để may y cho Phật, thì tất cả vải được gom đủ hết rồi thì may cho Phật một tấm y xong, thì có một bà già nghèo, bà nghe tin cho nên bà cũng đi kiếm được miếng vải nhỏ nhỏ, bà mang đến bà cúng để may y cho Phật. Nhưng mà lúc đó may y đã may xong và các thầy không nhận. Đức Phật nghe được, Đức Phật nói cứ nhận. Thì các thầy mới nói bạch Đức Thế Tôn, bây giờ may xong y rồi, bây giờ cái tấm vải này làm sao? Đức Phật nói lấy cái tấm vải của bà nhà nghèo đó đắp chồng lên cái y đó, và hãy gọi tấm vải đó bằng cái danh từ là bần bà, tức là tấm vải của bà già nghèo. Từ đó đến sau cái y của quý thầy vẫn giữ cái lệ đó, ngay nơi cái trước ngực này cắt một miếng vải nhỏ giá lên đây, cái chỗ cột dây đó nó có cái miếng vải nhỏ đó, cái miếng đó gọi là bần bà, còn phú bà là nguyên miếng bự. Thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy để xin thưa là cái phước á, nó bàn bạc trong cuộc sống. Thí dụ như mình để cái chỗ đó mình định ngồi, nhưng mà người khác ta ngồi thôi, mình hoan hỷ mình ngồi chỗ khác. Có không, có không có cần nhất thiết, nếu mình muốn dời người ta mình nói làm sao cho người ta nghe người ta dễ chịu. Đừng có nghĩ rằng mình thọ Bồ Tát giới mình phải ngồi trên rồi mới tới thập thiện, mới tới ngũ giới. Mà lỡ mà ngũ giới người ta ngồi lên, mình đuổi người ta xuống, nói chỗ này của tôi là tôi Bồ Tát. Lẽ ra Bồ Tát phải hy sinh nhường cái chỗ tốt cho người, ai dành phần mình thì cứ dành, chứ mình đâu có đi dành phần với chúng sanh. Quý vị thấy ông Duy Ma Cật trả lời không? Hễ chúng sanh bệnh là tôi bệnh, lấy cái khổ của chúng sanh làm cái khổ của mình, chứ đâu phải lấy cái sung sướng của chúng sanh làm cái khổ của mình, rồi thấy cái khổ của người làm cái hả hê của mình. Đáng đời lắm. Thấy người ta khổ nói một câu đáng đời, một câu đáng đời đó, tổn đó. Rồi mai mốt trên đời mà làm sao có cái hoàn hảo đâu, lỡ tới phiên mình thì người ta cũng phán được câu đó. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để rồi đại chúng biết là mình tu á, là mình tu bòn tu mót, mót từng chút chứ không dám phí. Cho quý vị có thương tình thì thôi, vậy đủ rồi. Còn mấy câu nữa nghe nổi không? Bạch thầy, con muốn thỉnh tượng Địa Tạng về nhà thờ, nhưng không biết có điều gì không tốt không? Và con cũng không rõ là thờ chung tượng Di Đà, Quan Âm và Địa Tạng có được không? Con muốn thỉnh tượng Địa Tạng về nhà thờ, nhưng không biết có điều gì không tốt không? Không có điều gì không tốt, tại vì người bán tượng sẽ bán được thêm một tượng. Mình có tâm thờ thì cứ thỉnh về thờ. Nhưng khi mình thỉnh tượng Phật thì mình phải quán nè, bộ cái bàn thờ của mình nó có bao nhiêu chỗ, rồi mỗi kích thước tượng mình đang có nó cái size nó ra làm sao. Dù cái tượng Địa Tạng rất là đẹp nhưng mà to quá so với những tượng ở nhà mình, thì mình để lên cái tự nhiên nó lõn chõn, cái mình thờ nó không có trang nghiêm. Quý vị hiểu ý vậy đó. Thờ cũng không sao, nhưng mà mình phải biết cách thờ cho trang nghiêm. Nếu mà người nào mà bài bản kỹ càng đó nha, là cái bàn thờ này không được à. Trời ơi, bàn thờ gì mà nhang không có. Tôi tụng Pháp qua mấy ngày trời tôi không thấy cây hương nào hết trơn. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà được không? Tâm hương được tự biểu tượng mà. Có nhiều người nào kỹ không chịu rồi nha, Phật gì không có ngồi bông sen, Phật ngồi trên miếng gỗ. Mấy cái đó là biểu tượng.
Cho nên mình thờ được không sao hết. Mà bây giờ nếu mà những vị này mình đem mình thờ chung bàn cũng được, mà hễ Phật thì mình để giữa, Bồ Tát thì hai bên. Nói chung là mình thờ sao cho trang nghiêm là được. Quan trọng là mình thỉnh cho trang nghiêm. Thưa Thầy, bên Nguyên Thủy không có kinh Pháp Hoa. Con biết tầm quan trọng của kinh này. Kính xin Thầy giải thích. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng hồi buổi sáng nay, kinh Pháp Hoa là thuộc bộ kinh Đại Thừa. Đại Thừa là kinh gì? Kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm. Những bộ kinh mà cái ý nghĩa cao sâu lắm. Mình nhiều khi đọc xong rồi mình không hiểu gì hết, mà mình phải vận dụng rất nhiều cái tuệ giác quán chiếu, mình mới khám phá ra những thâm nghĩa trong đó. Và thậm chí nghe giảng, và thậm chí nghe giảng một lần cũng không hiểu nổi. Tại vì những kinh đó chứa đựng những cái nghĩa lý cao siêu trong đó. Thì những kinh này là thuộc về Bắc Phạn, còn những kinh Nguyên Thủy là Nam Phạn. Thế cho nên là, và đặc biệt quyển kinh Pháp Hoa là cái tư tông chỉ của Pháp Hoa là khai mở chỉ bài cho chúng sanh ngộ nhập được cái tri kiến của Phật. Tức là để cho tất cả chúng ta đừng có khinh mình nữa, mà hãy làm gì? Phải tự tin là mình có chủng tánh để thành Phật. Đại khái là vậy. Và từ xưa đến nay bộ kinh Pháp Hoa là được người trì tụng nhiều nhất, được người trì tụng nhiều nhất, chú giải nhiều nhất, tụng và chú giải nhiều nhất. Và riêng cái bản tiếng Việt của Hòa Thượng Trí Tịnh dịch đó, là Hòa Thượng dịch năm 1948. Năm đó Hòa Thượng bệnh sốt rét rất nặng, và một người sư huynh của Hòa Thượng cũng mất trong cái trận bệnh sốt rét đó. Và chính Hòa Thượng cũng bệnh nặng, và Ngài nghĩ rằng trước khi chết Ngài phải làm một việc gì đó, và Ngài phát nguyện dịch kinh Pháp Hoa. Và sau khi dịch bộ kinh Pháp Hoa xong thì Ngài liền khỏi bệnh. Và thọ mạng của Ngài đến năm 98 tuổi Ngài mới mất. Tức là Ngài mới mất năm ngoái, tháng 3, 2014. Thưa Thầy, niệm Phật tam muội là gì? Chữ tam là ba, chữ muội là xí muội. Chữ tam muội là mình âm từ tiếng Phạn samadhi. Samadhi là chánh định, tức là niệm Phật tam muội có nghĩa là mình niệm Phật đến khi mà tâm mình chánh định, không loạn tưởng gì nữa hết. Niệm Phật miên mật, miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng, chí thành, không có cái gì xen vào hết thì gọi là tam muội. À, kính xin Thầy giảng cho con hiểu thêm về từ Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Mã Gia, Nam Mô Tăng Già Gia. Ba cái câu này là âm từ tiếng Phạn, thay vì mình đọc là Nam Mô Buddha Gia, Nam Mô Dhamma Gia, Nam Mô Sangha Gia, thì mình mới âm là Nam Mô Phật Đà Gia. Giống như chữ Phật là mình nói tắt, nói cho đủ phải là Phật Đà. Bởi vì âm từ chữ Buddha, Buddha là người Trung Hoa, âm là Phật Đà, mà bây giờ mình gọi tắt là Phật. Rồi Dhamma mình âm là Đạt Ma hay là Đạt Mã, và bây giờ mình gọi là Pháp. Tăng là mình nói tắt từ chữ Sangha, nói cho đủ là Tăng Già, âm mà. Vậy thì Phật Đà Gia, Đạt Mã Gia, Tăng Già Gia là phiên âm. Giống như mình gọi tổ Bồ Đề Đạt Ma là mình phiên âm chứ không có dịch. Bởi vì cái tên gốc của Ngài là Bodhidharma. Bodhi mình âm là Bồ Đề, Dharma mình âm là Đạt Ma. Cho nên tổ Bodhidharma mình âm là Bồ Đề Đạt Ma. Chứ không có, mình không thể dịch giống như nãy chữ tam muội mẫu và dịch vậy là không đúng, vẫn chơi thôi. Tại vì âm từ cái chữ gốc là Samadhi, mình âm là tam muội. Chứ không thể nhìn vô chữ này nói tam là ba mà muội là xí muội, hay nói muội là em gái. Giống như mấy đứa nhỏ nó hỏi
Pháp Hòa đố mấy đứa nó, Pháp Hòa hỏi tụi con có biết trăm quan sáu cô là gì không? Nó ngơ ngác. Cuối cùng Pháp Hòa phải nói trăm quan sáu cô là San Francisco. San là trăm á, tiếng Pháp. Phan là tiền Pháp, trăm quan. Six là sáu, cô là lady cô, trăm quan sáu cô. Giống như cái chữ Campuchia, hỏi dịch là gì? Có trái cam bu lại chia. Dịch vậy là chết người á. Cho nên nhiều khi không thể chữ đâu dịch đó nha. Nhiều khi mình biết tiếng Hán là một chuyện, nhưng mà mình không hiểu Phật Pháp là không được. Cho nên người dịch kinh á, không phải chỉ biết tiếng Hán mà phải biết luôn cả Phật Pháp. Ví dụ như người ta hỏi, người ta dịch là tam thừa tứ quả, thì mình không thể dịch là nguyện cho con tu chứng được ba xe bốn trái. Bởi vì thừa là xe, là ba xe là tam thừa, tứ quả là bốn trái. Cái chữ quả của cái tứ quả đâu có nghĩa là trái. Cái quả này là kết quả, mà tứ quả mà trong kinh muốn nói là quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hớn. Nhưng mà lúc đó không thể dịch là bốn trái, mà phải nói là chứng được ba thừa bốn quả, cũng phải dịch vậy thôi. Rồi quả này là gì? Là kết quả của bốn quả thánh. Đây là bốn quả thánh, chứ không thể dịch là tu tới chỗ gọi là ba xe bốn trái. Giống như người ta là gì, San Francisco âm lại là cựu Kim Sơn. Rồi cựu là cũ, kim là vàng, sơn là núi, núi vàng rất cũ. Trong kinh Bát Dương có 8 vị Bồ Tát. Và bây giờ quý vị này mới đem một lô các vị Bồ Tát nè. Sẵn đây Pháp Hòa không giải thích, nhưng mà nói về cuốn kinh Bát Dương. Cái quyển kinh này có cái tên là Thiên Địa Bát Dương. Cái quyển kinh này quý vị không cần tụng, bởi vì cái quyển kinh này á, là sau này các vị tạo nên. Bởi vì nó không có, tại vì trong đó có chỉ mình những cái ngày như là ngày âm, ngày dương, tí sủ, dần mẹo gì đó, mà mấy cái đó là của Trung Quốc, chứ không phải gốc của Ấn Độ. Ấn Độ đâu có tí sủ dần mẹo gì đâu, phải không? Cho nên đừng có quan tâm cái cuốn kinh đó. Kinh á, nó có những quyển kinh liễu nghĩa và những kinh bất liễu nghĩa. Kinh Pháp Hoa là kinh gì? Liễu nghĩa. Còn kinh Thiên Địa Bát Dương là thuộc dạng bất liễu nghĩa. Nhưng mà cái này á, mình Phật tử khá khá tu hành nhiều rồi, thôi đừng quan tâm cái cuốn kinh này. Nếu quý vị muốn cầu an, cầu nguyện gì đó, quý vị nếu thành tâm tụng kinh Pháp Hoa, tụng Địa Tạng, tụng Chú Đại Bi, tụng Phẩm Phổ Môn là quá đẹp rồi. Còn kinh Thiên Địa Bát Dương đừng quan tâm, vì trong đó nó hoàn toàn, nó có những cái điểm là hoàn toàn không có trong Ấn Độ. Chẳng hạn như là 28 vì sao Ấn Độ đâu có mấy cái đó. Cho nên cái đó là thêm sau này. Thì mình không bài xích, nhưng mình là Phật tử, mình có chánh kiến phải không? Mình có trạch pháp. Trạch pháp là lựa pháp, chọn lựa pháp để mình ứng xử, mình tu. Mình không bài xích, nhưng mà thôi biết, đối với những người người ta mới bắt đầu biết đạo, ta có thể nhờ cuốn kinh đó người ta vào cửa. Nhưng mình đã vào bên trong cửa rồi thì thôi đừng quan tâm nữa. Thưa đại chúng, bây giờ là 4 giờ 13 phút rồi. 5 giờ em nói bên Huệ Quang. Trời đất ơi. Dám nói thôi, nói tôi uống giờ 55 đi lắm. Kính thưa đại chúng, thôi thì thật sự ra câu hỏi cũng hết. Và Pháp Hòa xin... một lần nữa trước hết là con xin tri ơn Hòa Thượng lãnh đạo tinh thần tại đây, đó là Hòa Thượng lãnh đạo tinh thần Thiền Đường Mây Từ, cũng như quý cô chú anh chị trong ban tổ chức, cũng như tất cả quý Phật tử địa phương đây, cũng như các vùng phụ cận. Trong mấy lần gần đây con mỗi lần về đây thì được trên Hòa Thượng chiếu cố, thương, chỉ dẫn.
và cho phép con được về đây thăm quý Phật tử và tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị lúc nào cũng chăm sóc và thương Pháp Hòa rất là nhiều. Pháp Hòa xin tri ân và biết ơn tất cả quý vị và cầu nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm an lạc, và xin hãy cùng nhau dẫn nhau mãi trên con đường tu học. Xin làm những người bạn đồng hành trên con đường giác ngộ, dìu dắt nhau đi mãi cho đến khi nào chúng ta thành tựu được quả Bồ Đề. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, bây giờ trước khi chúng ta kết thúc, mời đại chúng cùng chắp tay. Chúng ta sẽ nguyện đem công đức tu tập 2 ngày này, tụng kinh, nghe pháp, nói chung là tất cả những công đức nào chúng ta có được, trước hết xin cầu nguyện cho Phật Pháp được trường tồn mãi mãi ở thế gian này. Xin cho ngọn đèn chánh pháp luôn mãi soi sáng trong tâm tư của chúng ta. Và cũng xin hồi hướng công đức cầu nguyện cho tất cả chư hương linh, trong đó có hương linh Phạm Nam Christ, pháp danh là Quảng Trí An, hưởng dương 22 tuổi. Hương linh Jimmy Tuấn Nguyễn, pháp danh là Quảng Trí Hiền, hưởng dương 20 tuổi. Và xin cầu nguyện cho hương linh Nguyễn Thị Thanh Thủy, pháp danh là Diệu Tiên, cũng như tất cả chư hương linh, ông bà, cha mẹ của chúng ta mất lâu hay vừa mới quá vãng đều được trượng nhờ công đức này mà vãng sanh tịnh độ. Và đồng thời cũng cầu nguyện cho tất cả những người thân của chúng ta, ai chưa biết phát tâm hướng về chánh pháp thì nhờ công đức này cũng bắt đầu hướng về chánh pháp hay dần dần hướng về chánh pháp. Và đặc biệt là nguyện cho tất cả chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng để chúng ta có thể giữ vững đường tu của mình. Xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng, và sau cuối cùng là hồi hướng cho tất cả những người có công tổ chức tất cả những khóa tu để cho chúng ta về tu học, tạo duyên lành cho chúng ta. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.